người, ở trong video lần này thì bên mình sẽ chia sẻ cách xây dựng chiến lược bán hàng cho mô hình xe cà phê Mandy. Thì đây là cái danh sách khách hàng của bên mình. Thì đa số anh nào mà hay hỏi bên mình trước khi làm á, mà hỏi là em ơi, cái điểm đó của anh chị có bán được không? Rồi bên mình sẽ hỏi là ở mật độ dân cư có đông hay không? Rồi những cái yếu tố khác đằng sau á, thì đa số là anh chị đó sẽ bán được hàng. Vì thế bên mình đã tóm gọn lại 6 bước để xây dựng bán hàng, chiến lược bán hàng cho mình xe cà phê Mandy một cách như sau. Đầu tiên, trước khi mà mình muốn kinh doanh á, thì các bạn cần phải xác định được cái khu vực của bên mình có mật độ dân cư cao hay thấp và có tiềm năng kinh doanh có cao hay không. Thì một cái địa điểm kinh doanh mà có mật độ dân cư cao á, thì nó sẽ thông thường nó sẽ đi kèm với là gần khu công nghiệp này, xí nghiệp này, công nhân này, các công ty văn phòng, đông dân cư. Và một cái điểm như vậy, nó như thế này. Nó ví dụ cái điểm này đi, cái điểm này là một cái hình mẫu của mình nha. Nó sẽ gần các khu các công ty đó, các văn phòng, xí nghiệp như vậy là ok, là bước đầu là thấy ok rồi. Tuy nhiên cái yếu tố này chưa phải là chính. Ngoài ra thì các bạn cần phải xem là cái điểm này nó có gần các khu công ty rồi, ok rồi, nhưng mà cái lưu lượng giao thông, tức là cái con đường lưu lượng này nó có đông hay không, và cái điểm lưu lượng này là vắng nha mọi người, thì nó chưa phải là yếu tố, nên vì thế là cái điểm này nó chưa phải là hoàn mỹ nha mọi người. Cái lưu lượng giao thông ở đây nó rất là thấp nha mọi người, mặc dù nó gần các công ty văn phòng nhưng mà cái lưu lượng giao thông này nó thấp. Rồi các bạn xem, ngoài ra thì các bạn có thể xem là cái điểm của mình lưu lượng giao thông ok, các địa điểm gần khu văn phòng công nghiệp xí nghiệp ok rồi, thì cái mức độ cạnh tranh trên cái con đường đó nó có cao hay không. Giả sử như là 1 km mà mức độ cạnh tranh nó rất là cao, có tới 15 điểm, mười mấy điểm ở trên một đoạn đường như vậy mà bán chung với nhau thì nó rất là cao vậy đó, thì các bạn nên né nó ra chứ không cần phải là chui vô để bán chung với họ làm gì. Thì mình nghĩ vậy nè, một đoạn đường 1 km mà khoảng tầm 5 điểm thôi, 6 điểm thôi là ok, còn trên mười mấy điểm là các bạn không thể nào bán cạnh tranh lại được. Bước thứ hai là các bạn phải tìm hiểu đối tượng mục tiêu của mình là ai. Thì cái bước 2 này á, là các bạn đang vẽ ra chân dung khách hàng của mình. Thì nó sẽ bao gồm các yếu tố như sau. Đầu tiên là độ tuổi, giới tính. Thứ hai là giới tính. Thứ ba là thu nhập. Thứ bốn là sở thích. Thì về cái mô hình xe cà phê Mandy này á, thì cái độ tuổi nó như sau. Là từ 18 tới 24 nó sẽ chiếm 40%. Từ 25 cho tới 34 nó sẽ chiếm 30%. Và trên 35 tuổi sẽ chiếm 30% còn lại. Còn về giới tính á, thì 70% là nam, 30% là nữ. Còn về sở thích, hành vi của người tiêu dùng á, thì trong cái mô hình xe cà phê Mandy này á, họ có 3 cái yếu tố quan tâm. Thứ nhất là nhanh, cách phục vụ nhanh. Thứ hai là ngon. Thứ ba là rẻ. Thì cái chi phí các bạn có thể thấy nè, một cái khung menu của mình đã xét giá nè. Giá này nó rất là bình dân nha mọi người, nó không có cần phải là cao cấp. Thì cái đối tượng mình nhắm tới á, là phân khúc là bình dân, ai cũng mua được hết đó. Và cách phục vụ bên mình nó chỉ tầm từ 1 đến 3 phút là phải hoàn thành xong một món. Và ngon á, thì có thể đánh giá bởi khách hàng. Nhưng mà bên mình đã soạn sẵn hai cái yếu tố thành công rồi, hai cái yếu tố cần thiết rồi. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể phân tích xem coi là cái khu vực của mình là cái sở thích của họ là cà phê pha phin hay là cà phê pha máy. Nếu mà cà phê pha phin thì các bạn bán pha phin, còn nếu mà người ta thích pha máy á, thì các bạn sẽ bán pha máy. Khi đi qua hai bước trên á, thì bước thứ ba á, là các bạn cần phải xây dựng một cái hình ảnh thương hiệu độc đáo và bắt mắt. Thì các bạn để ý nè, tất cả các mô hình xe của bên mình, từ xe quầy tới bảng hiệu menu, thậm chí cả áo logo mình đã mặc luôn, thì nó sẽ có hai tông màu chính là tông màu vàng đen. Thì có nhiều anh chị á cho rất là nhiều màu sắc ở trong cái điểm của mình, rất là nhiều màu làm cho bị loãng ra, khách hàng không nhận thức được. Rồi về logo á, thì logo đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ họa tiết nhiều làm gì, chỉ cần đơn giản là con gà trống hoặc là một cái ly cà phê thôi. Các bạn có thể thiết kế một cái logo đơn giản, càng đơn giản càng tốt, là cái xu thế hiện tại bây giờ. Rồi về bước thứ tư á, là cách xây dựng menu và cái giá của menu á, thì mình có nói trước rồi, thì các bạn nên xây dựng một cái menu mà nó hấp dẫn và phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Ví dụ như bên mình cái khung nhỏ này á là chuyên về cà phê, thì cùng có là cà phê đen, cà phê sữa và bạch xỉu.
Còn đây á, bên mình sẽ chỉ cho thêm 6 món nữa thôi. Đó là tổng cộng hai cái menu này là khoảng tầm 9 món là vừa phù hợp. Thì nó sẽ gồm các món nước phụ để phục vụ cho phụ nữ này hoặc là trẻ em này. Và phụ nữ thì hay thích uống là cam ép này, trẻ em hay là sữa chua này, trà đào này. Đó. Còn thêm các món nước như là trà chanh, trà tắc này, cacao sữa này, rồi cà phê kem muối hot chen này. Đó, các bạn có thể để vô. Và cái giá của bên mình set đó là rất là bình dân, thì ai cũng mua được hết. Rồi, bước thứ 5 là các bạn xây dựng một chiến lược marketing. Thực ra á thì các bạn nghĩ cái câu này nó khá là cao siêu, nhưng không phải vậy. Ví dụ đơn giản vậy nè, một cái điểm kinh doanh á, các bạn có cái gì? Có một cái fanpage ở trên Facebook, một cái kênh YouTube, một cái kênh TikTok, chỉ cần ba kênh này thôi. Rồi các bạn quay đăng lên, ví dụ như là các bạn có thể quay một clip nhưng mà đăng trên ba nền tảng cũng được mà. Đó, ví dụ các bạn đăng cái quay về cách pha chế này, cách phục vụ này, quay về hình ảnh xe này, đó, quay về những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình này, đó, cho mọi người biết về cái khi mà buôn bán này. Các bạn quay một lần nhưng mà đăng ở trên ba nền tảng đều được luôn. Rồi bước thứ 6 cuối cùng á là cái vấn đề về cách phục vụ của mình, là dịch vụ khách hàng của các bạn phải tốt, bằng cách là các bạn phải biết cách giao tiếp này, rồi biết cách cười này, thân thiện mà với khách hàng này, làm sao á cho mọi người trải nghiệm được một cái dịch vụ khách hàng tốt tại cái điểm của mình, chứ đừng có trở nên câu có rồi khách hàng sẽ không thích và họ sẽ không quay lại đâu. Đó rồi, và trong video lần này thì bên mình đã chia sẻ xong 6 bước để xây dựng chiến lược bán hàng cho mô hình xe cà phê Mandy. Thì bạn nào mà muốn nhận 100 công thức pha chế thì có thể comment phía dưới kèm theo số Zalo để mình chia sẻ cho mọi người. Và mình nên đăng ký kênh của Leon Coffee để nhận thêm nhiều kiến thức hơn. Xin cảm ơn mọi người.